Hôm nay mình ghé thăm cái vườn của anh Tiến ở đất Rờ Lấp, Đắk Nông. Vườn này mấy mẫu anh Tiến? Vườn này là 6 mẫu 6 anh. À, anh Tiến thì mới chăm đạm cá sương sương à, chứ chưa có chăm đều lắm. Thế nay mình ghé mình tham quan trước cái vườn nó như nào đó, nó có sao mình quay vậy mọi người xem luôn. Dạ, cái gì làm cá thì em mới sử dụng có mấy lần à. Được mấy Từ cử từ anh Tiến? rồi. Từ từ rồi mình để qua năm nó đẹp rồi mình Lên quay lại hả? quay lại coi năm nay thế nào, rồi qua năm xem sao đấy. Ê không? Này cái mấy năm mà anh Tiến? Cái này là được trồng tháng 8 âm lịch năm 2018. Hôm nay chắc Đây hơn năm 3 mười năm. hai tám chín mười một à hơn 3 năm, Hơn 3 năm. 3 năm 4 tháng 5 tháng. Đấy. Ồ cái này thì bị gì ta? Cái này bị rầy xanh nó chích đây. Này xịt rầy không kịp thời nên nó bị. Cái này nhiều quá em quản lý không kịp. Diện tích bao nhiêu anh? Diện tích sầu riêng em trồng, em làm cả vườn nhà nó vào tầm 700-800 cây nhiều. 800 cây hả? Ừ, 180 cây dữ dằn luôn á. Hôm nay là cho bói hết luôn rồi, cho trái luôn rồi chứ bói nữa. Cái này hôm nay chắc chưa cho trái đâu anh Thảo. Cho đi. Cái đâu mà chưa? Hả? Nó còn nhỏ, tính để cho cây nó khỏe qua năm cho nó. Không, cái sức cây nó chịu được mà. Có giá thì ăn đi. Ăn đi, không trời được nữa. Không? Cái bông của em bạch nhiều lắm á. Không, bạch kỳ đâu. Bây giờ em đâu để bông đâu. Cái cắt hết mấy cái ấy đi cho làm bông đi. Được mà. Cái cây nó già rồi. Cứng cây rồi, không phải là cây tơ mà năm 3 nữa, mình bước qua năm 4 rồi mà. Năm nay mình để đừng có nhiều quá, mình để cây cỡ 5-7 trái cũng được. Cỡ dàn cây cỡ này, cây nào có tệ thì để 3 trái, 4 trái cũng sao đâu, chứ đừng có bỏ giờ ăn cái đã. Dạ, thì mấy bạn nó mua sầu riêng á, nó cũng bảo là cứ làm đi. Hàng xương thì cũng có đủ tiền phân mà. Ủa mà đều dân hết ta, không bị khuyết cây nào luôn hả? Có lâu lâu bị cây nấm anh, tức là nấm lâu bị thôi, chứ là sầu riêng thì nó được cái giống này. Đợt tới nhà bạn nó mua với miền Tây này trồng cũng khá chuẩn, không thấy chết. Trồng sen với cà luôn, cà có đạt không? Cà không đạt đâu anh, cà thì mình trồng lại mình nó cũng không được đạt như ngày trước mới khai phá rừng đâu. Ủa vùng này là nhiều người trồng sầu riêng anh hay mình anh thôi? Em nãy giờ đi cũng thấy cái vùng ít này à. cũng là ít người trồng đám nhiều lắm. Có mấy đám lớn như này thì người ta đang thu chính thôi. Còn những đám mà trồng số lượng lớn như này thì ít. Ít à? 6 hect, 800 gốc. Không, cái này, cái vườn này hiện tại trồng có hơn 400. À, còn vườn nào nữa? Có vườn rồi? Có vườn của em khi em trồng, tức là mỗi vườn em trồng ít ít thôi. Không được. Có vườn là lớn hơn nữa, lớn cây lớn nữa không hay là chỉ cỡ này thôi? Cây lớn thì em có được thu có 50 cây thôi. Tại vì ngày trước trồng cũng mười mấy năm rồi, nhưng mà không biết trồng nó chết. Đi, đây nó già lá hết rồi nên Tiến làm trái đi chứ. Cỡ này giờ xiết rồi, giờ ra hoa được rồi. Thấy nó nhỏ á. Ở dưới nhà thì nó lớn hơn, cây lớn hơn. Ở khúc trên đường này sao nó nhỏ. Yếu không? Bước qua năm tư thì tính ra là nó cũng hơi yếu, nhưng mà nó được năm nay được dàn lá. Tính nó mới được có 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi thì cũng còn hơi nhỏ. Đây mình dạo xuống phía dưới khu gần nhà thấy vùng nào đẹp, vùng nào xấu á. Mình cứ đi thẳng được này xuống. Vùng này là xấu nhất chưa? Cái xấu nhất chưa? Tầm xung xung rồi thôi. Thế hả? Ở khu giới thì được cà phê ít cây luôn. Cà phê tính năm rồi thì năm nay tính thu xong cắt này mà thấy có giá lại thôi. Để dàn lá đã không? Tím rìm luôn. Đậm đen đó chưa? Thấy đã không? Đã không? Nghe thấy vườn Thảo đi thăm vườn anh Thiết đẹp quá, muốn có thể có dịp đi giao lưu với anh Thiết. Được. Hôm nào anh xuống hướng đó đi. Từ từ đây mà qua bên đó nói đường Bù Đăng qua hả anh? Đúng rồi, đi ngã ba Sao Bọng qua. Thì qua hết dốc là hết Đà Tẻ là động ổng rồi. À hết Đà Tẻ ha. Hôm nào giao lưu đi. Dạ hoa gì đó hả? Đúng rồi, nghe đã hoa vừa xuống hết Đà Tẻ mình xuống hết dốc là cái khu ngay cái cụm đó luôn. Mình đi vô cái trong đó là phủ sầu riêng luôn, nhưng mà mấy ông nó làm cứng khử rồi. Anh giỏi quá. Cái này nó hơi khuyết, không biết do vướng cái tán gì vậy. Nhánh bên này nó không có ra ha. Đúng rồi, có bơ luôn. Có, cái này cũng trồng được cả 300 cây bơ robust không có tư. Cái này cũng ghép cũng nhiều á. Cái khoảng cách nó cũng gần quá anh Tiến, 6 mét. Đợt trước là em tính trồng
69 á. 69 hả? Nhưng mà ông già này và thôi trồng là diện tích nó ngắn lại để trồng cây khác, để tính làm kinh tế chứ không có. À, anh nhanh. Nhanh anh rệt rệt. Chưa phải đất kinh doanh, đất kinh doanh thì mình trồng khưa ra thì cũng được lâu. Bên này. Quay cái giờ này nó giờ này thì nắng nó không được màu xanh đâu. Không được xanh hả? Chiều mát hoặc là sáng sớm thôi. À. Đẹp. Giờ nó bung lên, bung trồi nữa rồi nè. Dạ. Này này nắng này cũng chưa tưới được mấy này, cứ này 5 ngày rồi. Anh làm được mấy cử rồi? Tưới cũng mới tưới được một cử. Xịt thì được 3 lần. 3 lần. Được mà, đẹp chưa? Xịt rồi, xịt đầm cái thấy nó nhú đã không? Ừ. Mà em đâu dám xịt nhiều, nhiều sợ nó mạnh quá nó cháy. Đâu? Một phi em xịt chắc tầm phi 1.5 lít. Lít xịt lá thì cỡ 1 lít được rồi. Còn cái humic thì cỡ 1/4 ký. Một gò kỳ 4 phi. À, 1 ký 4 phi đúng rồi. À, còn cái này 1 lít 1 phi. À, 1 lít đúng rồi, 1 lít 1 phi. Tưới, xịt cho 1 phi. Phun kèm với rầy luôn cho nó đỡ cái công phun của mình á. Đúng rồi. Ui, sen đun sòi đường vô luôn hả? Cỡ 2 năm nữa là gì? Năm mấy nữa là giáp tàn rồi. Dạ. Sống em qua năm là cây đó chắc chép rồi đó. À. À, chắc rút tàn rồi. Thôi ăn lẹ đi chứ cây cũng cứng khự hết rồi, mở gốc cũng bự rồi mà. Ủa có hoa luôn rồi nè. Dạ, có bữa thấy có cây ra nhiều lắm. Khó nè. Tại mình tưới nước đều, mình không tưới là nó ra nhiều lắm rồi. Ừ. Một là đi cơ đợt, hay nữa là làm trái luôn. Không bây giờ. Giờ làm sợ bộ rồi đó, chắc để qua năm làm sớm luôn. Năm nay đậu được cái nào đậu hả? Dạ, năm nay thì cứ để tự nhiên đi. Được trái nào thì hương hoa thôi. Cũng dữ ta, xác định sớm chưa? Mình thấy cây cứng rồi mà, đâu phải là cây nó dần yếu đâu. Thì em xác định từ đầu là không làm bông. Không làm bông luôn hả? Em bạch nhiều chứ. Vừa thấy nó ra nhiều bạch đi. Mình nghe dần lá già hết rồi. Chấm 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 hết à. Không, bảo vệ được cái này nữa, cái ra nó có quen cái đọt không? Đúng rồi. Cái này cứ tưới cho đều đều nữa nè. Bỏ nó về cài nó miếng. Nó căng bạc để cái lá nó không bị màu cho nó đều đặn luôn. Dạ. Nó xanh đậm. Bữa giờ chưa mới tưới đậm cá thôi, với humic thì chưa có bỏ NPK. À. Hôm nay mình ghé vườn của anh Tiến, mình quay cập nhật để mọi người xem thì đặc trưng của người Đồng Nai sẽ trồng được sen nhiều cây. Không, bên trước đây mấy vùng Long Khánh họ sẽ trồng kiểu dạng thủ á. Dạ. Đây có điều nè, chôm chôm nè, mít bơ, mít nữa hả? Sầu riêng, cà phê. Để mình quay để mọi người xem tham quan, coi cái mô hình của anh Tiến tại đất Rạch Lấp, đất nông nha.